Nào con đi, đi đi đi. Đi. Con vào nhà trẻ chơi không? Ừ, con nhặt đấy vào con chơi đi. Về tí mẹ rửa cho con chơi. Chắc là cái quả bóng gì nó cho vào dọn xe. Quả bóng. Vào nhà bóng mà chơi. Đến nhà trẻ rồi đó. Mình thích thì mình vào chứ ai bắt được mình. Em bé khỏe, em bé ngoan. Đấy, con vào con thích chơi cái gì để con chơi.